Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin kinh tế. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán sáng nay 11 tháng 2, tức mùng 7 Tết, các cơ quan nhà máy xí nghiệp trên toàn tỉnh đã ra quân sản xuất đầu năm. Tại nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ, khu công nghiệp Phú Mỹ, cán bộ công nhân viên của nhà máy đã bắt tay ngay vào công việc với khí thế và quyết tâm cao nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra. Khởi đầu năm Kỷ Hợi 2019, tập đoàn Hoa Sen đã ký hợp đồng xuất khẩu 4.300 tấn tôn, trị giá 3,7 triệu đô la Mỹ đi châu Mỹ. Đây là tin vui cho toàn thể cán bộ công nhân viên của tập đoàn về sự phát triển của công ty trong những ngày đầu năm. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn trong những ngày Tết Kỷ Hợi năm 2019, nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 cũng như các nhà máy của tập đoàn Hoa Sen trong cả nước vẫn duy trì hoạt động, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu, kênh đóng vai trò chủ lực, chiếm khoảng 40% doanh thu của tập đoàn Hoa Sen. Nhằm động viên chăm lo đời sống cho người lao động làm việc trong những ngày Tết, lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen nói chung và nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ nói riêng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Hôm nay là ngày làm đầu năm thì bản thân tôi cũng như các anh em trong nhà máy thì cũng rất phấn khởi, tinh thần làm việc anh em là luôn luôn cố gắng. Nhờ sự động viên và sự tạo điều kiện của ban giám đốc nhà máy cũng như từ ban tổng tập đoàn thì anh em đi làm đầy đủ với tinh thần cùng nhau cố gắng để công ty ngày một phát triển. Niên độ tài chính năm 2017-2018, doanh thu xuất khẩu của Hoa Sen vượt hơn 538 triệu đô la Mỹ, tăng 27% so với niên độ trước đó. Năm 2018, sản lượng xuất khẩu tôn mạ của Hoa Sen chiếm 37% kim ngạch xuất khẩu ngành thép Việt Nam. Sự có mặt của đông đủ công nhân viên người lao động trong ngày đầu ra quân sau Tết Kỷ Hợi cũng là một trong những nhân tố quan trọng tạo đà cho một năm sản xuất kinh doanh suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp của tập đoàn trong năm 2019 này và trong thời gian tới.